chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, biết được ý trời, gặp thời đổi đời giàu to, không lo nghèo khó, cuộc đời bước sang một trang mới, vừa giàu có vừa nhàn hạ trăm bề. Dân, thưa quý cô bác anh chị thân mến, có bao giờ bạn nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi, long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc bạn than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc bạn thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lao vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Trông gai và thử thách là những thứ mà không ai trong chúng ta là chưa từng trải qua trong cuộc đời. Bởi có lẽ cuộc sống này chẳng phải là toàn màu hồng, chẳng giống như những gì mà ta mong đợi. Khó khăn trong cuộc sống này là lúc mà chúng ta chứng tỏ bản thân và vươn lên số phận của chính mình. Thế nhưng, để vươn lên số phận thoát nghèo, thoát khổ, thì 7 phần cần phải có sự nỗ lực cố gắng, nhưng 3 phần còn lại phải dựa vào may mắn mà ông trời ban tặng cho từng người. Bởi thế cho nên mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và trong chuyên mục tử vi 12 con giáp hàng tháng ngày hôm nay, chúng tôi xin cảnh báo về 3 hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi tháng 11 âm năm 2024. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh 3 hiểm họa này, đảm bảo sẽ xoay chuyển được vận mệnh, biến hung thành cát, giàu to trúng lớn, đỏ hết phần thiên hạ. Quý vị có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình thì đừng ngại, hãy để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video để ban biên tập chương trình giải đáp cho quý tín chủ trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí nhé. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để được cập nhật những video hay và hữu ích sớm nhất. Còn bây giờ không để quý cô bác anh chị chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây là luận giải chi tiết. Cảnh báo 3 hiểm họa tiềm ẩn trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 tránh được là dược nạn đắc lộc trúng lớn, siêu giàu có. Thưa cô bác anh chị Mậu Tuất thân mến, đã bao giờ bạn tự vấn bản thân hay nhìn thẳng vào sự thật rằng bạn thua là do bạn chưa đủ giỏi, rằng bạn lỡ thời cơ là do bạn chẳng đủ chăm? Đã bao giờ bạn đối diện với chính mình trong quá khứ giận mình sẽ không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là ít lắm, thường lảng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mình, là bản ngã của con người. Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cái gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời địa lợi nhân hòa, cái ta có thể quyết luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc bạn cần phải ngồi lại ngẫm về những gì mình đã trải qua, nhìn lại quãng đường mà mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi, học hỏi để thoi giỏi. Và ở thời điểm tư duy của bạn thay đổi, trình độ của bạn thêm nhiều, tư cách của bạn thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc bạn xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Còn nếu cứ mãi ở đấy thì sẽ chẳng thể nào có được sự đổi thay chuyển mình. Hãy sống có niềm tin vào bản thân, có sửa đổi cầu tiến, cầu thị trong bản tâm, bản tính. Thay vì để một ngày nào đó bắt đầu chuyển hy vọng, bạn có thể sốc lại tinh thần, tìm lại chiến binh bên trong mình, bắt đầu sự thay đổi ngay từ ngày hôm nay bạn nhé. Những lời này chưa chắc bạn đã cần khi bạn đang thông thuận, nhưng nếu bạn đang không thông thuận, có thể đó là điều bạn cần. Nhìn lại trong chính con người mình trước tiên, hãy nắm được bố cục của lá số tử vi tháng 11 âm dành cho tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Những người tuổi này thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ là những người vị tha, luôn sẵn sàng che chở, an ủi động viên người khác. Tính cách gắn liền với người tuổi Mậu Tuất là sự thẳng thắn, trung thực, công bằng, hào hiệp, dũng cảm, cần cù, hiếu học, có tinh thần cộng đồng cao, luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, không chú trọng đến tiền bạc, nhưng lại có năng lực kiếm tiền. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất. Họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn đối lập nhau. Trong bất kỳ việc gì, họ vẫn vừa có thể thực hiện lý tưởng, vừa có thể thu hoạch những lợi ích vật chất. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, họ là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn,
hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tuy nhiên, những đức tính này chỉ là phần phụ, cái chính là sự hào phóng tốt bụng hay quan tâm giúp đỡ người khác ở họ. Khi có việc xung đột mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Người sinh năm Mậu Tuất nói chung là người chính trực, giàu lòng chính nghĩa. Họ là người trượng nghĩa, ngay thẳng, chân thành, không cố làm ra vẻ ta đây, rất thích bênh vực kẻ yếu, tự nguyện nghe người khác tâm sự, sẵn sàng chia sẻ nỗi buồn với họ. Vì thế người tuổi này biết cách sống hòa mình với mọi người, trên tất cả mọi thứ. Những người tuổi Mậu Tuất thường rất quan tâm đến gia đình và những người thân yêu của họ. Đối với họ đó là thứ tài sản quý giá nhất, trên cả tiền bạc, quyền lực và danh tiếng. Những người này vốn là những người thiên về sự truyền thống. Điều này thể hiện qua phong cách sống và cách bày trí nhà cửa của họ. Nội thất và trang trí trong nhà của họ thường cổ xưa, cho ta một cảm giác hoài cổ. Mọi thứ trong nhà đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng vẫn giữ được sự thoải mái dễ chịu. Những người tuổi Mậu Tuất sinh ban đêm thích khiêu khích hơn những người sinh ban ngày, rất dễ xung đột với người khác. Những người sinh bất cứ mùa nào trong năm Mậu Tuất đều có cuộc sống thuận lợi, cả đời không phải lo chuyện ăn mặc. Phụ nữ tuổi Mậu Tuất có năng lực tư duy thông minh, hoạt bát. Họ thích các hoạt động xã hội, họ đối đãi nhiệt tình, luôn quan tâm đến người khác, hy sinh lợi ích của mình cho lợi ích chung. Trong chuyện tình cảm, họ thường hay e dè, phải mất một thời gian dài họ mới có thể tự tin để bày tỏ tình cảm của mình. Đối với người yêu, họ là những người dịu dàng, tốt bụng, thích che chở, chiều chuộng và làm hài lòng người yêu, giúp người vì trượng nghĩa, đấu tranh vì công bằng, trung thực với bạn bè, vui vẻ giúp đỡ người khác. Những ưu điểm này giúp họ dễ dàng có được lòng ái mộ của phụ nữ, đặc biệt là tính cách trung thành hay giúp đỡ người khác mà không hề sợ hy sinh lợi ích bản thân lại càng thu hút sự yêu mến chân thành của các cô gái, nhất là các cô gái có địa vị, bởi những cô gái này luôn muốn tìm kiếm một gia đình hòa thuận. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là những người lý tưởng để tạo nên một gia đình lý tưởng. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, nguyệt lệnh là Tiết Khí Đại Tiết và Đông Chí, tương xứng với Thiên Can, Giáp Quả và Địa Chi, Tý Thủy, Tiết Đại Tuyết đánh dấu thời điểm bước sang tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là tháng Bính Tý, ứng với kinh dịch tháng này là Quẻ Phục, trong quẻ có một hào dương ở dưới, cùng miêu tả trạng thái âm khí cực thịnh, sẽ sinh dương khí mới sinh ra có sức phát triển mạnh mẽ và hứa hẹn đến những thời điểm tốt đẹp hơn về sau. Hơn nữa bản chất của Tiết Đồng Chí chính là sự thay đổi của áp suất trong khí quyển. Trong thời điểm Tiết Đồng Chí, vì là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên các loại động vật, thực vật và con người đều ở trạng thái thu hẹp, ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Đây cũng là thời điểm để tích trữ lương thực và củng cố nhà cửa chống rét. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 11 âm lịch vất vả ngược xuôi, nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch ảnh hưởng của dịch mã, nên dự báo thời gian này bản mệnh khá vất vả, nhiều người phải đi công tác, di chuyển thường xuyên vì lý do công việc. Có thể thấy lịch trình thời gian cuối năm khá kín, bản mệnh ít có thời gian để nghỉ ngơi. Thời gian này dường như bản mệnh không thể nhờ ai giúp đỡ cho mình việc gì, mọi việc phải tự mình xoay sở, vì bản thân phải tự lo cho bản thân mình. Về cuộc sống cũng là lúc tuổi Mậu Tuất thấy bản thân có cơ hội trưởng thành trong thời gian ngắn. Không những thế, càng vất vả bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền bạc vì thế mà ngày càng dồi dào. Bạn có thể mua sắm những món đồ mình thích mà không phải lo nghĩ nhiều như trước đây. Dưỡng nhập mệnh cho thấy bản mệnh giỏi giao tiếp, và điều này trở thành lợi thế của bạn, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên, tuy thời gian này có mệt mỏi, căng thẳng, nhưng bù lại là thành tích đạt được khá đáng kể. Trong chuyện tình cảm, bản mệnh cũng xác định được rõ ràng vấn đề để xử lý, do đó nếu có mâu thuẫn thì mọi thứ được giải quyết êm đẹp, không có gì phải lo nghĩ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của thiên nguyệt hung tinh nên khi có chút thời gian rảnh, bản mệnh lại có cảm giác cô đơn. Sự lo lắng không tìm được niềm vui riêng cho cuộc sống của mình khiến bạn dễ gặp vấn đề liên quan tới sức khỏe, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật.
Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Mậu Tuất tháng mới dồi dào năng lượng, bạn sẵn sàng chấp nhận cả những thử thách khó khăn, chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, được học hỏi và có thể phát triển các kỹ năng khác của mình. May mắn là bản mệnh tự tin để thể hiện năng lực của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó và sớm có được thành tích như ý. Những phần thưởng nho nhỏ cũng giúp cho con giáp tuổi Mậu Tuất cảm thấy tự tin và có thêm động lực để cố gắng. Bạn sẵn sàng hy sinh thời gian giải trí của mình để tập trung làm việc. Nỗ lực của bạn sẽ khiến nhiều người phải nể phục, thế nên họ sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhiều người tuổi này còn nhận được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp xung quanh, nên sự nghiệp của bạn sẽ có những tiến triển vượt bậc. Quý nhân sẽ xuất hiện để cho bạn những lời khuyên và hướng dẫn kịp thời nhất. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 dự báo thiên tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính thực sự là điểm sáng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này, như là cách để bù đắp cho vất vả, mệt nhọc của bản mệnh trong suốt thời gian qua. Nhìn chung, từ nghề chính cho tới nghề phụ của tuổi Mậu Tuất giúp cho tiền kiếm được trong cả tháng cũng rất dồi dào, đầu tư dễ dàng kiếm lợi nhuận, có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Nếu muốn mua một món đồ xa xỉ nào thì với điều kiện tài chính của bạn có thể đáp ứng thoải mái. Tuy nhiên, không phải khi nào mọi thứ cũng thuận lợi. Thành công ở hiện tại không đảm bảo cho thành công ở tương lai. Thế nên khi có tiền tuổi Mậu Tuất được khuyên rằng nên để ra một phần cho việc tiết kiệm, tránh việc lãng phí, mua sắm thiếu kiểm soát sau này lại hối hận. Hơn nữa, nếu ai đang cần tư vấn về chuyện tiền nong, kế hoạch phân bổ tiền bạc, hãy nhờ tới những người có kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ có những bậc cao nhân hướng dẫn đầu tư, giúp bạn thoát khỏi nhiều cạm bẫy, giúp cho thu nhập của bạn không chỉ trong tháng 11 mà còn trong những tháng tới cũng rất lý tưởng. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng 11 2024 của 12 con giáp âm lịch, trong chuyện tình cảm tuổi Mậu Tuất sẽ có thái độ rất đúng mực. Thế nên nếu người ấy hiểu ý thì mọi việc sẽ rất thuận lợi. Ngược lại, nếu người ta thể hiện một thái độ nào không phù hợp thì bạn sẽ thẳng thắn đối thoại. Ngũ hành xung khắc dự báo có những xung đột trong suy nghĩ và hành động của người tuổi Mậu Tuất và một nửa của mình. Tình hình căng thẳng đang ngày càng leo thang theo thời gian, từ đầu tháng tới cuối tháng. Thế nên con giáp tuổi Mậu Tuất, thay vì đối đầu thì hãy tìm cách để dung hòa mọi chuyện từ sớm. Đó là cách để giảm bớt hậu quả do những căng thẳng gây ra. Có những chuyện bạn cần phải học cách thích nghi hơn là cố dạch lá tìm sâu. Nhất là những khi hai người bận rộn còn xảy ra trường hợp xa mặt cách lòng, không ai chịu hiểu cho ai, vừa mâu thuẫn lại xa cách mà không được hóa giải ngay, sẽ càng có nguy cơ rắc rối lớn hơn. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng của dịch mã trong tháng này không nhỏ, nên con giáp tuổi Mậu Tuất không thận trọng, có thể phải nhập viện vì hao kiệt sức lực. Bản mệnh không chỉ chịu áp lực trong công việc mà còn khá vất vả về thể xác. Hơn nữa, thời tiết lạnh nên việc bản mệnh dễ bị cảm lạnh, nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc nên không thể hồi phục nhanh được. Thường xuyên di chuyển, ăn uống và thiếu ngủ có thể gây ra các tình trạng khác nhau mà bạn khó kiểm soát được. Do đó bạn nên học cách sắp xếp thời gian để có những quãng ngủ và nghỉ cần thiết cho mình. Trước khi quay lại guồng quay công việc, nếu có thể, hãy nhờ người sắp xếp lịch trình và nhắc lịch để những thời gian còn lại bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tiếp theo là tử vi từng tuần tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, trong tháng 11 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần 1 tháng 11 âm lịch năm 2024. Thiên Đức đem tới cho Mậu Tuất tuần đầu tiên của tháng 11 đầy hy vọng trên con đường sự nghiệp, công danh của mình. Dường như những hy sinh của bạn đã được trời xanh nhìn thấu rồi. Bạn thong thả làm việc và niềm nở đón nhận mọi thử thách tìm đến mình. Ngã thì đứng dậy làm lại. Bạn không sợ hãi sự thất bại. Chính tinh thần này giúp ngày càng thành công hơn trong công việc và cũng thu hút nhiều quý nhân đến với mình. Thời gian giữa tuần con giáp này làm gì cũng thuận lợi trăm bề, nhưng do ảnh hưởng của tương xung nên hai ngày đầu tuần bạn cần cẩn thận kẻo hao tài tốn của vì những chuyện không đáng như vi phạm luật giao thông, mua hàng bị chặt chém, chiêu đãi bạn bè. May mắn là càng về cuối tuần thì công việc chính càng đem lại cho bạn nhiều thu nhập hơn. Mậu Tuất đang dần quan tâm cảm giác của bản thân hơn là đón ý lấy lòng người khác,
cách nghĩ của mình quan trọng hơn, bạn bơ đi mà sống và thấy nhẹ đầu hơn hẳn. Trong các mối quan hệ xã giao thường ngày, nếu cảm thấy không có ai quan trọng, thì cứ việc hạn chế liên lạc và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nữa. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc các tường: xanh dương, bạch kim, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 48, 53, 86, nữ 2, 96, 25, 77. Tử vi tuần 2 tháng 11 âm lịch năm 2024. Người Mậu Tuất may mắn trong tuần này nhờ sự ảnh hưởng tích cực từ các tinh tử vi. Miễn là bạn tin vào năng lực của bản thân thì không có gì có thể quật ngã được bạn. Bằng cách học hỏi không ngừng để nâng tầm giá trị mình lên, bạn ngày càng tiến bộ hơn trong công việc và được nhiều người hỗ trợ. Tuần mới tốt cho những việc như ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, chuyển nhân viên mới hoặc sửa sang cửa hàng. Nếu làm tự do thì bạn sẽ được quý nhân chỉ đường dẫn lối vào lúc bế tắc nhất. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu hơn nhờ có thực thần xuất hiện trong tuần. Lộc lá về với Mậu Tuất là do bạn suy nghĩ thoáng, không bi quan, hay động viên những người xung quanh. Nhờ thế nếu bạn có lộc ơn trên ban xuống, không cần cầu vẫn có. Người vượt qua bao cơn bạo bệnh sẽ cảm thấy khỏe mạnh sống sót là hạnh phúc lớn nhất. Chuyện tình cảm đôi lứa không còn quá quan trọng nữa. Nhiều người đóng vai trò là trụ cột của gia đình và bạn đang làm tốt vai trò đó. Bóng hình của bạn xuất hiện trong ngôi nhà chính là ngọn đèn soi sáng cho người thân bước tiếp. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc các tường: xám, đỏ, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi. Con số may mắn: nam 4, 18, 85, 36, nữ 2, 04, 53, 18. Tử vi tuần 3 tháng 11 âm lịch năm 2024. Dẫu con giáp này bị mất mát ít nhiều do ảnh hưởng của hung tinh tiểu hao, nhưng không đáng kể, sự tương trợ từ thiên du các tinh sẽ giúp bạn đạt được nhiều thành tựu mới trong tuần này. Người thông minh, đầu óc linh hoạt, có tài ăn nói như tuổi Mậu Tuất sẽ không ngại ngần thay đổi trong công việc, càng ngày càng biết cách thích nghi với những kiến thức mới và khiến sếp phải bất ngờ khi nghĩ rằng cơ hội đang mở ra trước mắt. Bản mệnh hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình. Đầu tuần, bạn nên chú ý đến ví tiền, trông coi nhà cửa, của cải cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lấy trộm mất. Có thể là chuyện không may bất ngờ xảy ra, nhưng cũng có thể là do sai lầm của chính bạn nên phải trả giá bằng tiền bạc. Đừng chủ quan và hạn chế cho người già hoặc trẻ con trông coi nhà cửa, cửa hàng một mình. Mậu Tuất xứng đáng một cuộc sống vui vẻ nên hãy tha thứ cho bản thân và những người khác. Chuyện gì cho qua được thì cho qua, quên được thì quên cho nhẹ đầu. Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì nên tâm sự với người thân, họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Đừng nghĩ họ không quan tâm đến bạn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc các tường: cam, nâu, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Thân. Con số may mắn: nam 1, 96, 08, 46, nữ 5, 33, 67, 21. Tử vi tuần 4 tháng 11 âm lịch năm 2024. Thái âm xuất hiện đem tới một tuần nhiều thuận lợi cho tuổi Mậu Tuất, nhưng nữ mệnh sẽ tốt hơn nam mệnh. Tuy nhiên nhắc nhở con giáp này đừng tự làm khó mình, hãy suy nghĩ thoáng ra. Tuần này con đường sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất có hung cát đang xen, chính vì vậy mà bạn không được phép chủ quan, lơ là để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Đồng thời đương số cũng nên tinh tế hơn trong các cuộc nói chuyện với khách hàng, đồng nghiệp, vì họ chính là quý nhân của bạn trong thời gian tới. Tiếc là phương diện tài lộc cũng chưa có nhiều tiến triển đáng kể, chỉ khi đến cuối tuần bạn mới nhận được lộc lá xứng đáng với công sức bản thân bỏ ra. Hãy chăm chỉ cày quất và làm chủ kinh tế của bản thân, không dựa dẫm vào bất cứ ai, nhất là các bạn nữ, khi đó thì may mắn sẽ bao quanh bạn. Cuối tuần có tin vui về tình cảm, nhờ tam hợp cục soi sáng,
bạn làm quen được nhiều người mới tốt bụng và thường xuyên có những buổi hẹn hò ngọt ngào. Trong tình yêu, nếu từng bị thất vọng, tuổi Mậu Tuất cũng đừng nản lòng mất niềm tin và hãy cho trái tim của bạn có được cơ hội được yêu thêm lần nữa nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: tím, hồng. Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ, Mùi. Con số may mắn: nam 60, 8, 17, 78, nữ 99, 52, 38, 89. Cẩm nang dượng dận giúp người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Trong tháng 11 này, nếu muốn đại lộc ngưng tụ, sự nghiệp hanh thông. Tuổi Mậu Tuất hợp hướng nào thu hút may mắn, chọn được nhà đẹp và hướng nhà hợp phong thủy không hề dễ dàng. Nếu chọn đúng hướng sẽ giúp gia chủ thu hút nhiều may mắn và tránh đi nhiều điều xấu. Vậy gia chủ tuổi Mậu Tuất nên xây nhà hoặc mua nhà hướng nào để thu hút nhiều may mắn? Nam Mậu Tuất hợp hướng nào? Nam tuổi Mậu Tuất hành thuộc Tây tứ mệnh, hành kim cung càn, nên chọn nhà theo một trong bốn hướng sau: hướng Tây Nam, diên niên, mọi sự ổn định trong gia đình và tình cảm. Gặp bệnh thì nhanh khỏe, sức khỏe dồi dào. Hướng Tây, sinh khí, thu hút nhiều phúc lộc, tiền tài, sự nghiệp thành công, con cái thông minh, tài giỏi. Hướng Tây Bắc, phục vị, công việc thăng tiến, nhiều quý nhân giúp đỡ, đem lại nhiều điều phát triển của bản thân. Hướng Đông Bắc, thiên y, sức khỏe ổn định, gia đình hòa thuận, nhiều điều may mắn cho gia đình. Nữ Mậu Tuất hợp hướng nào? Khác với nam giới tuổi Mậu Tuất, gia chủ nữ tuổi Mậu Tuất cung ly, hành quả thuộc Đông tứ mệnh, nên hướng làm nhà phù hợp sẽ là các hướng tốt sau: hướng Nam phục vị, củng cố sức mạnh tinh thần, thi cử đỗ đạt, mang lại tiến bộ của bản thân. Hướng Đông Nam, thiên y, gia đình và tình yêu hòa thuận hạnh phúc, sức khỏe được cải thiện. Hướng Đông, sinh khí, đem lại nhiều tài lộc, phúc lộc, cuộc sống an khang thịnh vượng. Hướng Bắc, diên niên, mối quan hệ gia đình hòa bình, ổn định, vượt qua mọi bệnh tật, sức khỏe cải thiện. Hướng Kỵ nên tránh với người tuổi Mậu Tuất, chọn hướng nhà tốt sẽ đem lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ, nhưng chẳng may phạm phải các hướng xấu, sẽ có thể gặp điều không tốt trong cuộc sống và sự nghiệp. Gia chủ Mậu Tuất cần quan tâm tới những hướng Kỵ nên tránh dưới đây. Hướng Kỵ với nam giới tuổi Mậu Tuất. Nam tuổi Mậu Tuất thuộc Tây tứ mệnh, hành kim cung càn, do đó cần tránh các hướng xấu sau: hướng Tây Bắc, chết chóc, hay tuyệt mệnh, thất thu, cãi lộn, mất việc làm. Hướng Đông Nam, họa hại, gặp nhiều thị phi, tai tiếng, gia đình xáo trộn, chia rẽ, dễ mất của cải. Hướng Đông, ngũ quỷ, công việc không thành, mất việc làm, mang tới nhiều bệnh tật, có thể mất mạng. Hướng Bắc, lục sát trục trặc trong quan hệ tình cảm, gia đình gặp nhiều kiện tụng thị phi. Hướng Kỵ với nữ giới tuổi Mậu Tuất. Nữ tuổi Mậu Tuất cung ly, hành quả thuộc Đông tứ mệnh, do đó các hướng xấu cần tránh là hướng Tây Nam, lục sát, trục trặc trong quan hệ tình cảm và gia đình, gặp nhiều thị phi, kiện tụng. Hướng Tây ngũ quỷ, công việc trục trặc, mất nhiều nguồn thu trong cuộc sống, cẩn thận tai nạn mất mạng. Hướng Tây Bắc tuyệt mệnh, gia đình phá sản, con cái thất nghiệp, mang nhiều bệnh tật, hiểm nguy đến tính mạng. Hướng Đông Bắc, họa hại, đem tới nhiều điều xấu, gặp nhiều thị phi, tai tiếng trong cuộc sống. Cách khắc phục hướng nhà không hợp tuổi Mậu Tuất: hóa giải bằng cách thay đổi hướng cửa chính. Hóa giải hướng nhà không hợp phong thủy tốt nhất là thay đổi hướng cửa chính sang hướng tốt. Điều này giúp ngôi nhà đón nhận vận khí tốt và hóa giải những xui rủi khi phạm phải hướng nhà không hợp phong thủy. Nếu việc đổi hướng cửa chính khó khăn, có thể xây thêm cửa phụ và sử dụng thường xuyên để giảm những năng lượng xấu. Phương pháp này có thể giúp cải thiện phong thủy nhà ở mà không tốn kém nhiều chi phí và thời gian. Thường xuyên sử dụng cửa phụ hơn sẽ có thể giúp nguồn năng lượng xấu điều hướng đi ra khỏi căn nhà, ngăn chặn các vận khí xấu xâm nhập. Điều này được cho là phương pháp hiệu quả nhất với chủ nhà tuổi Mậu Tuất. Hóa giải bằng vật phẩm phong thủy. Để hóa giải hướng nhà không phù hợp với tuổi Mậu Tuất, gia chủ có thể sử dụng các đồ vật phong thủy, không chỉ có tác dụng thu hút may mắn và năng lượng tốt, mà còn giúp hóa giải những ảnh hưởng xấu khi phạm phải hướng nhà không hợp tuổi. Dưới đây là một số vật phẩm phong thủy để hóa giải hướng xấu. Sử dụng đá phong thủy.
Đá phong thủy là một loại đá được sử dụng rộng rãi trong phong thủy. Đá phong thủy là một loại đá tự nhiên, được sử dụng trong phong thủy để hóa giải năng lượng xấu và thu hút năng lượng tích cực. Các loại đá phong thủy phổ biến bao gồm đá mã não, đá thạch anh hồng, đá thạch anh tím, đá hắc ngà, đá ngọc bích và nhiều loại đá khác. Sử dụng gương bát quái. Gương bát quái là một vật phẩm phong thủy quan trọng, được sử dụng để hóa giải năng lượng xấu và cân bằng âm dương trong không gian sống. Gương bát quái thường có hình dạng tròn và được chia làm 8 phần bằng nhau, mỗi phần tượng trưng cho một hướng của không gian: Tây, Đông, Nam, Bắc. Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam. Gia chủ có thể sử dụng gương bát quái để trước cửa nhà để tránh hết vận khí xấu vào ngôi nhà. Quý vị thân mến, tiếp theo đây là cách hóa giải vận hạn giúp cô bác anh chị tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 chiêu tài đón lộc và làm giàu thành công đúng từ nay tới Tết Nguyên Đán 2025. Đầu tiên là nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Bạch. Theo tử vi năm 2024, xét về sao chiếu, Thái Bạch là hung tinh gây hao tán tiền bạc rất mạnh. Dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, báo hiệu năm có sao này chiếu thì tiền bạc tiêu hao, có tiểu nhân quấy phá gây chuyện thị phi, thậm chí gây ra kiện tụng, tranh chấp. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn toán tận. Hạn này chủ về đau ốm bệnh tật hoặc thương tật bất ngờ mà gây hao tài tốn. Theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tuất 2024, tiến vào năm con rồng lửa, ngũ hành quả, tuổi Mậu Tuất nam mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, các bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Hóa giải vận hạn. Hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy. Hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp giúp đỡ người nghèo khổ, làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được. Để bảo vệ tài sản, tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy. Nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Theo sao chiếu mệnh, sao Thái Âm. Thái Âm là các tinh có tính chất cứu giải rất tốt, nhất là nữ mạng. Năm có sao này chiếu thì tuổi Mậu Tuất nữ mạng dễ gặp hung quá cát, có được sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Ngoài ra, đương số cũng có lộc về đất đai. Theo niên hạn, hạn Quỳnh Tuyền. Gặp hạn này dễ bị bệnh nặng, hao tài, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khí huyết lưu thông kém, nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa. Theo vận niên,
Theo tử vi tuổi Tuất 2024, bước vào năm Giáp Thìn, tuổi Mậu Tuất nữ mạng gặp vận niên dương thảo ngạn, tức dê trên bờ cỏ. Hình ảnh dê ăn cỏ non đầy đủ, báo hiệu một năm sung túc, đầy hy vọng, danh cũng nên mà lợi cũng thành, là thời điểm lý tưởng để gặt hái thành quả rực rỡ trong đời. Về tình cảm, tuy mọi thứ đang theo chiều hướng tốt đẹp đấy, nhưng đừng ỷ tài danh đắc thành rồi lại phóng túng, mập mờ trong các mối quan hệ mà tự mình mất phước, cát bổng chuyển hung, khó lường bất trắc. Quá giải vận hạn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topaz xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu. Nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc. Vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không dụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng. Không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách giải hạn Quỳnh Tuyền năm 2024. Về sức khỏe, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đồng thời, cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẻo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà, nhất là những việc liên quan đến sông nước. Tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy, không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng. Tốt nhất không tham gia du lịch biển, đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay dạ gió, trong năm đương số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tai bay dạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, nhiều người rất sợ trách nhiệm, vì sợ mình làm sai sẽ bị trách mắng. Thậm chí có một số người làm từ thiện xong bị chê, vì cách thức thực hiện thì dội tức giận bảo, đã thế tôi không làm nữa. Họ nghĩ rằng không làm gì thì khỏi phải lo lắng rằng mình làm điều tốt hay điều xấu, sẽ luôn là kẻ vô tội trong mọi tình huống. Nhưng thực ra, nếu không làm điều tốt, không khác gì làm điều xấu cả. Ví dụ, thấy chết mà không cứu cũng là tiếp tay cho kẻ thù ác, hay bạn vô tình bị ngã vì hòn đá ngáng đường, nhưng cứ mặc nó ở đấy, vì nghĩ rằng việc chẳng liên quan tới mình. Thế nhưng chính thái độ thờ ơ đó, mà hòn đá có nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho những người tiếp theo, nghĩa là bạn cũng đang vô tình làm điều xấu đấy thôi. Ai cũng có sẵn lòng tốt, nhưng cứ duy trì sự thờ ơ, lạnh lùng mãi như thế, dần dần ta đã chôn vùi hơi ấm của mình sâu trong tim, rồi thành kẻ ác lúc nào không hay. Tương tự, những người chỉ biết nghĩ đến mình và nghĩ ai cũng chống lại họ, thường có xu hướng tự bọc mình trong tấm áo giáp của sự tàn nhẫn và tự đại. Do đó, đừng so đo việc ai đó đánh giá vì ta có đủ tốt, đủ vô tư hay không, hãy làm mọi thứ bằng cái tâm của mình. Mặc kệ việc người đời phán xét, nếu còn những việc không ai nhờ cũng phải chủ động làm, chủ động lên tiếng để giúp đỡ người khác. Hãy nhìn tấm gương của Đức Phật, Ngài luôn bắt đầu trò chuyện với mọi người để giúp họ đương đầu với những đau khổ của mình. Ngài không đợi người khác bắt chuyện với mình trước, cũng không lo lắng về việc họ có thể nghĩ gì về mình. Ngài chú tâm tới mọi người một cách ấm cúng và thoải mái. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.